Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với DeFi Discussion. Đây là podcast mà chúng ta sẽ có cơ hội để ngồi xuống cùng trò chuyện cũng như là chia sẻ với nhau những cái góc nhìn thú vị xoay quanh thị trường crypto và đặc biệt là thị trường DeFi. Vị khách mời của chúng ta trong DeFi Discussion tuần này là một gương mặt, một người đồng hành đã quá quen thuộc với chúng ta rồi. Hello, xin chào Tiến. Chào mừng Tiến đã quay trở lại với DeFi Discussion tuần này. Ok, xin chào anh Nguyên cùng với tất cả những cái khán giả đang nghe DeFi Discussion tập tuần này. Rất là vui khi lại được có cơ hội ngồi lại đây và trò chuyện cùng với anh Nguyên cũng như là tất cả mọi người ở đây những cái chủ đề thú vị xoay quanh thị trường crypto. Ok, nếu như mà nói về thị trường DeFi trong một tuần vừa rồi thì rất là nhiều những cái câu chuyện nó sẽ mang yếu tố là gọi là kịch tính và giật gân hơn. Đó là cái câu chuyện liên quan đến Airdrop của các cái dự án mới, những cái tranh cãi. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không nói về những cái câu chuyện mà nó mang cái yếu tố quá nhiều dopamine như vậy trong tập tuần này, mà chúng ta sẽ quay trở lại và nói về một cái câu chuyện mà có thể đối với một vài anh em nó sẽ hơi nhàm chán một xíu, bởi vì nó liên quan đến cái câu chuyện về sản phẩm, những cái vấn đề liên quan đến hạ tầng. Tuy nhiên là mình hy vọng là những cái câu chuyện mà bọn mình đem tới trong DeFi Discussion tuần này đâu đó nó sẽ mang lại những cái giá trị cho anh em, và nó cũng sẽ rất là thú vị, chứ không hẳn là vì nó là câu chuyện liên quan đến sản phẩm thì nó sẽ rất là nhàm chán đâu anh em ha. Rồi thì chúng ta sẽ nói về những cái cập nhật trong thời gian tới của mạng lưới Ethereum, đặc biệt là cái câu chuyện liên quan đến một cái tác vụ có thể coi là rất là quan trọng ở trong cái hệ sinh thái này, đó là cái câu chuyện liên quan đến data availability. Thì mình với Tiến cũng đã có một cái tập nói về cái khái niệm này đâu đó cách đây khoảng 2-3 tháng. Thì bẵng đi một cái thời gian thì chúng ta cũng đã chứng kiến rất là nhiều những cái cập nhật rồi, những cái thay đổi rồi. Nhưng mà muốn biết là từ cái góc nhìn của Tiến á, trong một khoảng thời gian cũng khá như vậy, thì cá nhân Tiến có nhận thấy được một cái gọi là một cái tạm hiểu nhầm mà mọi người đang mắc phải về cái khái niệm DA này hay không? Và thậm chí là kể cả cá nhân Tiến luôn nha, tức là Tiến có thấy được là trong cái thời gian vừa rồi thì có cái hiểu nhầm gì đó mà mình vỡ lẽ ra được trong cái giai đoạn đó hay không? Dạ, thì đúng là đối với lại những cái người mới và có thể là những cái người đã có kinh nghiệm lâu năm trong thị trường crypto cũng đã từng coi qua những cái khái niệm này đi, thì vẫn có một số những cái hiểu lầm mà mọi người vẫn thường hay mắc phải, mà mình khi mình nói chuyện với một vài người thì họ cũng đang lầm tưởng như vậy. Ví dụ như khi mà nhắc tới cái vấn đề về data availability thì nhiều người vẫn đang nhầm nó với những cái khái niệm khác cũng na ná giống vậy, kiểu như là thứ nhất là kiểu data storage đi. Yeah. Thì hai cái khái niệm này có dùng cùng là dính đến cái data, nhưng mà có cái vai trò của chúng là tương đối khác nhau. Thì data storage thì khái niệm là lưu trữ dữ liệu, và vai trò của nó là lưu trữ những cái dữ liệu trên mạng lưới blockchain, đồng thời là đảm bảo là cái dữ liệu trong quá khứ có thể được truy cứu một cách nhanh nhất trong trường hợp là bị cần đến hoặc là xảy ra một cái sự cố gì đó. Còn data availability thì như chúng ta đã nói, câu chuyện này chúng ta đã nói khá là nhiều lần rồi. Cái vai trò của nó là giúp cho những cái validator hoặc là những cái node trong mạng lưới đảm bảo rằng là họ có đủ những cái dữ liệu để xác thực và tạo lập những cái dữ liệu mới. Đó. Thì một vài người cũng nhầm tưởng cái khái niệm data availability này với lại cái khái niệm giống như là data retrievability, tức là cái khả năng mà truy xuất dữ liệu trong quá khứ. Data retrievability nó là cái khả năng là để truy xuất những cái thông tin từ trong lịch sử của blockchain để đồng bộ hóa những cái node từ full node hoặc là dùng cho bất kỳ một cái mục đích gì đó. Thì đây là hai cái khái niệm mà mình thấy là nhiều người vẫn đang lầm tưởng đối với lại khi mà nhắc tới vấn đề của data availability. Hoặc một cái bên lề nữa thì mình cũng muốn nói luôn, ví dụ như những cái câu chuyện khác như mình đã nói nhé, Celestia là một cái ví dụ. Khi nói tới data availability, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới cái dự án đầu tiên trong đầu, đó là Celestia. Thì Celestia là một cái ví dụ điển hình của một modular blockchain. Đó, tức là thì nhiều người vẫn lầm tưởng rằng Ethereum, bởi vì cái sự ra đời của những cái roll-up khiến nhiều người mà mình nói chuyện gặp phải vẫn hay nhầm tưởng rằng là Ethereum là một cái modular blockchain với lại nhiều những cái roll-up bám vào nó.
Thì nhưng mà thực tế thì Ethereum bản chất của nó là một cái monolithic blockchain, tức là một blockchain để làm tất cả những cái nhiệm vụ. Và Celestia, còn Celestia là một cái monolithic blockchain đúng nghĩa, được xây dựng từ đầu với mục đích là đảm nhiệm cái công đoạn là data availability và consensus. Thì câu chuyện là vấn đề về scale blockchain hoặc là scale băng thông của mạng lưới thì đa phần thì nhiều người vẫn cho là nó phụ thuộc vào những thứ giống như là transaction per second này, tức là đa phần nhiều người vẫn đang nhầm tưởng cái câu chuyện là về execution layer, tức là nó phụ thuộc vào execution layer sẽ tăng cái khả năng scale của mạng lưới lên. Thì thực ra theo mình nghĩ cái này cũng chưa hẳn là đầy đủ, bởi vì cái vấn đề scale nó vẫn phải phụ thuộc một phần nào đó vào cái câu chuyện của data availability của các block này, thay vì là chỉ đơn thuần là cái khả năng xác thực nó. Bởi vì chúng ta có một cái câu lệnh là bất kể một cái execution layer có thể mạnh mẽ đến mức nào, có thể có TPS cao đến mức nào, hay là có tích hợp những cái loại proof khác nhau hay bất cứ những cái gì đó lần nữa, thì cái throughput cuối cùng của cái mạng lưới vẫn bị giới hạn bởi cái tính khả dụng của data, tức là vấn đề này là quy về cho data availability chứ không chỉ là riêng về phần execution layer. Thì đó là một số những cái misunderstood mà mình nghĩ là nhiều người vẫn đang mắc phải, cho dù là những cái người mới hoặc là những cái người đã có kinh nghiệm trong thị trường crypto kiểu vậy. Có một cái ý mà Tín nói rất là hay, đó là nhiều người hay lầm tưởng là Ethereum là một cái modular blockchain. Thì cái này mình làm rõ một xíu, sẵn cơ hội để làm rõ thì mình làm rõ thêm một xíu, tức là Ethereum là monolithic blockchain nhưng cái định hướng phát triển cái hệ sinh thái của họ là modular, tức là những cái ông khác sẽ đảm nhiệm những cái vai trò, những cái tác vụ khác gắn lên Ethereum, nhưng bản thân cái layer 1 của Ethereum thì vẫn đang là một monolithic blockchain và nó vẫn sẽ cần phải có những cái cập nhật liên quan hạ tầng để làm sao để những cái giải pháp phía trên xử lý cái khâu thực thi, là cái khâu execution, họ có thể tối ưu hóa được cái tốc độ xử lý một cách hiệu quả nhất. Thì đây là một cái vấn đề mà chúng ta nên hiểu rõ với nhau là như vậy, để tránh những cái tranh cãi nó không đáng có. Ok, sẵn nói về cái hạ tầng của layer 1 đi, thì trong thời gian vừa rồi Tín có thấy cái thông tin hoặc là có cái cập nhật gì thú vị liên quan đến cái layer 1, và đặc biệt là cái chủ đề chính của chúng ta hôm nay là cái DA, cái lớp DA của layer 1? Thì xoay quanh một số những cái cập nhật liên quan tới cái data availability của layer 1 là Ethereum. Thì gần đây thì mình có thấy một cái cập nhật mới, tức là sau một cái cuộc họp của đội ngũ bên phía Ethereum Core Team thì họ mình có thấy là họ có chính thức đính kèm cái tính năng gọi là Peer Dash vào cái nâng cấp patch sắp tới của Ethereum. Cho nên những cái bạn nào mà vẫn còn đang chưa biết thì Petra là một cái bản cập nhật lớn tiếp theo trên Ethereum mà sau đến cân họ thì ra đâu đó vào khoảng 6 tháng nữa, tức là đâu đó khoảng quý 1 2025. Thì ok, quay trở lại với cái câu chuyện về Piedas và Petra, thì để hiểu rõ hơn về cái tính năng mới Piedas này thì chúng ta sẽ quay về vài cái bản cập nhật EIP 4844 được triển khai cách đây đâu đó vài tháng. Thì sau cái nâng cấp đến full á, khi mà EIP 4844 được triển khai á, thì chúng ta biết là chúng ta có một cái cơ chế giao dịch mới, chúng ta gọi là những cái transaction carrying block, tức là những cái transaction mà có đính kèm một cái block vào trong cái transaction đó. Thì cái block này thì cơ bản mà nói thì sau đó nó sẽ được lưu trữ trên cái consensus layer, thì trong khoảng một khoảng thời gian đâu đó khoảng 18 ngày, tức là 4096 epoch gì đó. Và sau đó sẽ bị xóa khỏi cái layer 1. Cái cách làm này để giảm thiểu cái việc mà những cái full node phải tải toàn bộ cái lượng tải toàn bộ cái giao cái thông tin từ trên block xuống để làm nhiệm vụ, thì nó có thể giảm thiểu được cái vấn đề đó. Thì nói nôm na một cách thì đây là một cái cơ chế lưu trữ dữ liệu data availability thay thế cho cái cold data mà chúng ta vẫn đều biết là nó khá là tốn kém trước đây. Thì cái target hiện tại trên Ethereum ở thời điểm hiện tại là 3 block trên 1 block, tức là một block trên Ethereum sẽ thường là sẽ đính kèm trong đó là 3 block. Các bạn có thể xem cái này trên Etherscan cũng có xuất hiện nhé. Thì tức là đây là mức target, có nghĩa là nếu mà vượt quá cái ngưỡng này á, thì giá gas của những cái block sẽ tăng dần trong những cái block sau đó. Ví dụ như nếu mà là 4 block thì giá nó sẽ tăng lên và tối đa thì một block thì đang hiện tại là 6 block. Và tương tự như vậy, ngược lại như vậy, thì nếu mà một block chỉ có 2 block thôi thì giá gas của cái block đó nó sẽ giảm dần đó. Cái cơ chế nó giống EIP 1559 ở cái hồi trước trước the merge đúng không, cái cơ chế tính phí gas đúng rồi.
Bởi vì cái việc mà triển khai cái develop này thì tức là cái EIP 4844 này nó cũng sẽ tạo nên một cái gas fee market riêng của những cái block. Đúng như anh Nguyên nói, nó sẽ hoạt động tương tự như cái EIP 1559 trước đây, tức là nó sẽ bao gồm là hai cái loại fee, tức là base fee và priority fee. Thì base fee là cái fee mà mình chúng ta phải trả đây, đúng không? Còn priority fee sẽ là biến động tùy thuộc vào cái nhu cầu của cái giao dịch đó. Thì như vậy thì chúng ta sẽ xuất hiện một cái câu chuyện là nếu như những cái nhu cầu sử dụng của các blob trên Roundup tăng đột biến thì chúng ta sẽ thấy có một cái cuộc đua gas. Mặc dù là chúng ta đều biết là cái gas này rất là rẻ, nhưng mà chúng ta phải đồng ý với nhau một điều rằng mặc dù blob rẻ nhưng mà so với Conata nhưng mà thực sự là nó không miễn phí. Và Pierdas sẽ là một cái đề xuất giúp nâng dần cái block này lên cho mỗi block của Ethereum lên. Tức là sẽ không còn cái kịch khung là 6 nữa, mà số lượng block trên mỗi block có thể là tăng lên từ đâu đó khoảng từ 6 lên 64 hoặc thậm chí là cao hơn chẳng hạn. Cái đó thì mình chưa rõ. Thì từ đó sẽ tạo thêm những cái khoảng trống để trong những cái trường hợp mà nhu cầu sử dụng block của những cái roll-up tăng lên. Đó, thì chúng ta sẽ có một cái đề xuất gọi là Pierdas là như vậy. Tiến có đề cập đến cái yếu tố là cái cột mốc Petra này nó sẽ diễn ra vào đâu đó quý 1 của năm 2025, tức là chúng ta cái thời điểm chúng ta đang ngồi thu podcast với nhau là đâu đó khoảng giữa giữa năm 2024, tức là nhẹ lắm thì cũng sẽ khoảng 6 đến 8 tháng nữa thì chúng ta mới có được cái nâng cấp Petra này và cụ thể là cái Pierdas này. Thì không biết là từ cái giai đoạn hiện tại đến cái giai đoạn mà Petra nó sẽ được triển khai á, có thể nhá, Pierdas nó có thể mình không rõ nhưng mà có thể Pierdas nó có thể trước cả Petra nữa, tại vì đây là một cái cập nhật nó không cần phải hard fork và nó cũng không bị gọi là cố định bởi cái cột mốc Petra. Thì không biết là đội ngũ dev hoặc là cái đơn vị validator họ sẽ quyết định như thế nào, nhưng mà hãy tạm chấp nhận với nhau là đâu đó tầm khoảng quý 1 2025 thì chúng ta mới có được cái Pierdas này. Thì từ đây đến đó thì không biết là Tiến nghĩ như thế nào về cái câu chuyện về nguồn cung blob ở trên layer 1, bởi vì đâu đó chúng ta sẽ thấy được một cái sự bùng nổ của các cái layer 2 trong ít nhất là trong những tháng tới. Cái này là một điều hiển nhiên rồi. Thì liệu nó có cái câu chuyện về cái nguồn cung nó bị khan hiếm hay không, và nó có thể khiến cho cái câu chuyện phí gas của blob và cái tốc độ xử lý giao dịch của các cái layer 2 bị ảnh hưởng trong cái thời gian từ đây đến trước Petra hay không? Đúng là như anh Nguyên nói, chúng ta vẫn còn nhớ là cái thời điểm mà cái lúc mà block vừa được triển khai á, chúng ta thấy là cái phí giao dịch trên những cái layer 2 giảm đi, vậy thật nói thật là rất là nhiều, đúng không? Chúng ta thấy những cái giao dịch hiện tại trên những cái layer 2 lớn thì đều đâu đó chỉ khoảng không phẩy mấy, không phẩy hai, không phẩy ba đô gì đó, thậm chí còn thấp hơn rất là nhiều. Vào cái thời điểm đó, nếu mình nhớ không nhầm thì cái block xuất hiện một cái mình cũng không biết nên gọi là một cái hiện tượng đi, một cái hiện tượng trên thị trường người ta gọi là block inscription. Nó tương tự giống như những cái inscription xuất hiện trên trên mạng lưới Bitcoin á, thì bây giờ họ lại khắc lên trên những cái block, nó spam trên những cái inscription và vô tình là nó lại đẩy cái phí gas của những cái giao dịch nó lại tăng trở lại. Thì trong đúng như anh Nguyên nói, trong tương lai thì chúng ta sẽ có thể là theo em nghĩ là chúng ta có thể sẽ chứng kiến một cái như nãy em đã nói là chúng ta có thể sẽ chứng kiến một cái cuộc đua gas đối với lại những cái cuộc đua về block gas trên những cái roll up. Ok, thì theo một cái thống kê mà mình có lấy được từ trên Dun liên quan tới Ethereum block, nếu các bạn lên lên Dun và các bạn kiểm tra cái này thì các bạn lướt xuống phía dưới các bạn sẽ thấy trong vòng 3 tháng vừa qua, tức là kể từ cái thời điểm mà block ra mắt đó, thì chúng ta có thể thấy cái lượng cái giao dịch những lượng cái lượng block mà nó đính kèm block thì trung bình đang đâu đó là khoảng một block thì đang đâu đó khoảng 2,9 mấy block đó, thì người ta chia trung bình ra khoảng như vậy. Thì cái con số 2,9 mấy này nó cơ bản là như mình đã nói, nó thấp hơn mức target của mỗi block trên Ethereum đó, thấp hơn mức target. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn kỹ hơn, chúng ta break down ra từng cái ý nhỏ hơn trong đó, thì chúng ta có thể thấy mặc dù là cái mức average hiện tại là đâu đó khoảng 2,9 mấy block trên một block, nhưng mà hai cái tỷ trọng của hai thành phần lớn nhất lại là nghiêng về việc mà những cái block chứa 6 block và những cái block chứa một block. Thì mặc dù chúng ta có thể tính average ra là 2,9 mấy, nhưng mà tại sao lại có cái hiện tượng như vậy? Thì cá nhân mình đang nghĩ tới cái câu chuyện là những cái roll up trên những cái roll up á, thì họ đang phải nhường, gọi là nhường nhau đi, gọi là nhường nhau để nhường nhau cái việc mà gắn block cho những cái block để gọi là giúp tối ưu cái chi phí hoạt động của họ. Bởi vì sao? Bởi vì như mình đã nói khi nãy ấy,
Cái mặc dù blog rẻ hơn nhiều so với Konata, nhưng mà tất nhiên là nó không miễn phí rồi. Và cứ trên 3 blog, tức là 4, 5, 6 blog trên một, được gắn vào một lock, thì cái giá nó sẽ bị đội lên đó. Nên là các roadmap này thì họ đang nhường nhau, tức là một người thì sẽ gắn một block trên một chấn một block cho một block cho nó rẻ hẳn, và một người sẽ tối ưu cái phần còn lại đó, là để tối ưu cái chi phí hoạt động của mạng lưới của họ. Thì đây là lý do vì sao mà mình nghĩ rằng trong cái thời gian tới, khi mà cái nhu cầu sử dụng của những cái roadmap này càng tăng lên, nhiều khả năng chúng ta có thể chứng kiến một cái cuộc đua về gas fee của những cái block này. Và do đó thì rõ ràng là PDAS là một cái đề xuất khá là hợp lý trong cái dạng sắp tới. Bổ sung một xíu cho cái câu chuyện liên quan đến cái cung và cái cầu của cái block, thì cũng theo cái thông tin mà Tiến chia sẻ hồi nãy, đó là cái câu chuyện mà số lượng block đang được triển khai ở trên layer 1, thì cái số lượng block đăng tải ở trong một ngày nó đang tăng đều, và nó gần tiệm cận đến cái mức mà chúng ta có ở trong cái giai đoạn block description. Thì đây cũng là một cái yếu tố mà chúng ta thấy là cái nhu cầu về block nó đang tăng dần lên, và cái độ đa dạng của cái đơn vị mà triển khai cái block này nó cũng tăng dần lên. Điều này dễ hiểu là tại vì bây giờ chúng ta có rất là nhiều layer 2 đúng không? Thì số lượng tăng lên này, và cái sự đa dạng của các cái layer 2 sử dụng cái block này nó cũng tăng lên. Thì đây là một cái thông tin mà chúng ta có thể thấy là rất có thể là nếu như mà cái đà này nó còn tiếp tục á, thì trước cái Petra chúng ta sẽ thấy được một cái sự tranh giành đâu đó với cái block này. Thì chắc là chúng ta sẽ đá qua một xíu về cái câu chuyện về những cái giải pháp bên thứ ba đi ha. Trong một cái tập cách đây mấy tháng thì mình cũng thảo luận với Tiến về cái câu chuyện là liệu những cái bên thứ ba này họ có gọi là họ có ăn mất cái thị phần gì đó của bản thân, tức là họ ăn mất cái giá trị mà Ethereum tạo ra hay không. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta sau cái những cái thông tin liên quan đến PDAS chẳng hạn, thì chúng ta sẽ lật ngược vấn đề lại một xíu, và là liệu những cái cập nhật trong thời gian tới của Ethereum, đặc biệt là liên quan đến cái mạng DA, cái mạng Data Availability này, thì liệu nó có gọi là nó có ảnh hưởng gì tiêu cực đến các cái bên thứ ba hay không? Bởi vì chúng ta biết là rõ ràng là đặc thù và cái hướng đi của hai bên thì chắc chắn là sẽ khác nhau rồi. Thì không biết góc nhìn của Tiến về cái câu chuyện này là như thế nào? Ok, đối với bản thân em á, thì em có ý kiến cho rằng là suy cho cùng thì một cái modular blockchain thì cho dù là hoạt động, cho dù có hoàn hảo đến mức nào thì nó sẽ luôn có một cái rủi ro, một cái nỗi lo về việc là những cái thành phần khác của trong cái modular stack đó sẽ bị lỗi. Ví dụ như là liên quan tới Celestia Data Availability đi, thì nếu như Celestia bị lỗi gì đó và bị dừng lại, thì chắc chắn là tất cả những cái roadmap hiện tại mà ở thời điểm hiện tại trong thực tế thì gần như là những cái layer 2 nào cũng đều đang cắm Celestia làm data layer hết, thì tất cả những cái roadmap đó sẽ không thể nào hoàn tất cái transaction được. Và một cái modular stack mà hoạt động tốt đó, thì chúng họ sẽ đòi hỏi tất cả những cái thành phần trong nó đều phải vận hành một cách trơn tru. Thì chính vì vậy mà mình nghĩ là cái câu chuyện ở thời điểm hiện tại là, bởi vì đến thời điểm hiện tại chúng ta vẫn chưa thấy bất kỳ một cái sự cố gì, chuẩn bị là chúng ta vẫn chưa thấy bất kỳ một cái sự cố gì diễn ra cả. Nhưng mà theo mình nghĩ trong tương lai thì xu hướng nó sẽ quay trở lại cái câu chuyện, cái việc mà chúng ta sẽ quay trở lại với việc là sử dụng lại những cái thứ mà chúng ta đã có trên layer 1. Về cái câu chuyện này thì có thể cái góc nhìn của mình sẽ hơi khác một xíu với Tiến, đó là cái câu chuyện đó là chúng ta có thể sẽ đâu đó chứng kiến một cái việc là các cái giải pháp layer 2 họ sẽ sử dụng song song hai cái giải pháp, một là của bên thứ ba, hai là họ có thể gọi là dùng trực tiếp những cái block ở trên Ethereum luôn. Bởi vì chúng ta biết là cái block ở trên Ethereum thì chắc chắn nó sẽ an toàn hơn. Tuy nhiên là như chúng ta có đề cập những cái dữ liệu gần đây thì chúng ta thấy là cái nhu cầu sử dụng block nó cũng đang khá là chật chội rồi. Thì có thể là sẽ là một cái câu chuyện là sử dụng song song để họ có thể tối ưu cái nhu cầu làm sao cho nó phù hợp với từng cái bối cảnh. Bởi vì chúng ta biết là cái câu chuyện về block nó không đơn giản chỉ là cái câu chuyện về phí giao dịch. Tức là chúng ta thấy là ok, block nó sẽ giảm thiểu những cái phí giao dịch ở trên layer 2 rất là nhiều đúng không? Nhưng mà cái câu chuyện về xác thực là một cái câu chuyện mà sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nếu như mà các cái layer 2 họ không liên tục
có cái sự đối chiếu với lại layer 1 một cách nó liên tục, thì cái khoảng chờ giữa hai cái lần đối chiếu nó dài ra, thì đâu đó nó sẽ có những cái nguy cơ về bảo mật cho bản thân các cái layer 2. Thì đây là một cái câu chuyện mà phát sinh bên lề, xoay quanh cái câu chuyện là cái nhu cầu về blob nó có thể bị đội lên, vì trước giờ chúng ta nói chuyện về blob chúng ta nói về cái chi phí nhiều hơn, nhưng mà ít người quan tâm đến câu chuyện là đây bản chất nó, cái vai trò của nó đó là đảm bảo đủ dữ liệu làm sao để cho cái layer 1 chắc chắn rằng là những cái giao dịch ở trên layer 2 nó không bị làm giả. Thì đây là cái câu chuyện bản chất cốt lõi nó về cái tính bảo mật nhiều hơn. Còn cái câu chuyện giá thì tất nhiên là sau Dan Kun thì chúng ta đã thấy rồi, cái giá cái phí giao dịch thì nó đã thấp hơn rồi. Thì đó là một vài cái nhận định của mình về cái câu chuyện này. Rồi thì sẵn tiện là chúng ta đang nói khá là nhiều về cái rủi ro đúng không? Những cái rủi ro có thể phát sinh trong cái giai đoạn từ đây đến cái trước nâng cấp Petra. Thì không biết là Tiến có cái dữ liệu nào khác hoặc là những cái báo cáo gì đó nó mang tính chất gọi là định lượng hơn một xíu, bởi vì nãy giờ chúng ta nói khá là nhiều đến câu chuyện là cái định tính rồi, tức là cái sự cạnh tranh giữa các cái giải pháp DA với nhau rồi, thì không biết là Tiến có những cái báo cáo hoặc là những cái thông số gì đó đáng chú ý mà nó có cái insight về cái câu chuyện này hay không, đặc biệt là với các cái giải pháp DA. Dạ, thì liên quan tới cái những cái giải pháp DA này thì vừa rồi thì mình cũng đọc được cái research khá là thú vị liên quan tới câu chuyện của data availability cũng như cùng với lại là câu chuyện về MIF. Nãy giờ chúng ta đã nói rất là nhiều về cái việc mà cái xu hướng sử dụng blob của những cái rollup layer 2 có thể là sẽ gia tăng rất là lớn và sẽ tạo ra một cái cuộc đua, một cuộc cạnh tranh về gas blob trong thời gian tới. Tuy nhiên thì cái research này, báo cáo này đang cho thấy một cái xu hướng ngược lại của những cái bên liên quan tới cái những cái builder, những cái bên sử dụng MIF boost. Thì ok, thì trong cái research này họ nói tới việc là đầu tiên chúng ta phải nhìn nhận một cái khía cạnh khác của vấn đề, tức là những cái blob là nó khi mà chúng ta đính kèm những cái blob vào trong blob á, thì nó sẽ khiến cho cái việc mà thời gian mà để xử lý và tạo ra những cái blob mới sẽ bị tăng lên, tức là sẽ tạo ra cái latency, cái độ trễ trong cái việc mà tạo blob và xử lý blob. Và cái việc mà gia tăng cái latency này, tức là gia tăng cái độ trễ này, sẽ khiến cho các blob có dễ cái khả năng mà gặp phải cái tình huống gọi là bị reorganize hơn. Thì cái câu chuyện về reorganize chúng ta có thể hiểu đây là một cái sự cố mà những cái node trên mạng lưới blockchain á, người ta gọi là mất đồng bộ với nhau kiểu như vậy. Thì nó sẽ dẫn đến việc là nó sẽ không nặng như cái kiểu mà bị fork ra, mà lúc đó nó sẽ dẫn đến việc là các node này sẽ ghi nhận hai cái phiên bản blockchain song song cùng tồn tại. Và cái lỗi này có thể xuất phát từ cái lỗi kỹ thuật hoặc là cái do cái việc mà mạng lưới đang bị tấn công hay kiểu như vậy. Thì chính vì vậy mà những cái bên giống như là Flashbot này, hoặc là Titan Builder này, hoặc là Resin này, vân vân, chỉ có duy nhất một bên là Vanilla thì họ đang không giống như những bên còn lại thôi. Thì tất cả đa phần những cái bên Mipboost thì đều đang có xu hướng là họ không đính kèm hoặc là đính kèm rất là ít những cái blob vào trong blob của mình, để họ sẽ giảm thiểu cái độ trễ cho cái việc mà tạo block của họ đó. Và cái sự phân hóa này thì có thể nó sẽ tạo ra những cái reorg đúng không? Như nãy Tiến có đề cập thì reorg thì có thể nó sẽ không nặng như các cái fork. Thì cái fork thì nó cái ảnh hưởng nó sẽ nguy hiểm hơn, nhưng dạ, kiểu một cách nôm na là những cái bên Mipboost này sẽ không có muốn tiếp nhận những cái, sẽ hạn chế tiếp nhận những cái block mà chứa block, để nhằm tối ưu cái, bởi vì những cái bên này sẽ họ muốn tối ưu cái phần thưởng kiếm được từ cái MIF. Còn những cái bên khác thì những cái bên builder khác mà họ không cần phải tối ưu cái phần thưởng từ MIF này, tức là những cái bên không sử dụng cái MIF boost, non-MIF boost á, thì họ sẽ ưu tiên tiếp nhận những cái block mà chứa block hơn. Thì điều này sẽ vô hình chung tạo ra cái sự phân hóa giữa những cái validator sử dụng MIF boost và những cái validator non-MIF boost. Đó, nó sẽ có một cái câu chuyện như vậy. Thì đó là những cái gạch đầu dòng mà bọn mình muốn liệt kê ra ở trong cái câu chuyện tuần này liên quan đến câu chuyện về data availability nè, những cái blob nè, rồi kể cả một cái khái niệm mà khá là ít anh em tham gia thị trường DeFi quan tâm, đó là cái MEV. Những cái sự tổng hòa như vậy, những cái sự tổng hòa giữa MEV và blob và DA các thứ thì có thể nó sẽ tạo ra một vài những cái vấn đề phát sinh liên quan đến cái bảo mật và cái kỹ thuật. Thì
và thậm chí là nó còn liên quan đến câu chuyện về censorship nữa. Thì bây giờ chúng ta sẽ không, tập tuần này chúng ta sẽ không nói về censorship quá nhiều. Cái việc mà một hoặc là một vài cái tổ chức cục bộ họ có đủ quyền hạn để gọi là kiểm soát cái luồng giao dịch, lựa chọn cái giao dịch nào mà họ muốn xử lý, thì tuần này chúng ta không bàn quá sâu về câu chuyện đó. Nhưng mà hy vọng là những cái thông tin liên quan đến những cái cập nhật trong thời gian tới của Ethereum Layer 1 và những cái thông số, những cái vấn đề, những cái đầu dòng mà chúng ta cần quan tâm, theo dõi trong thời gian tới, thì hy vọng là những cái thông tin đó nó hữu ích cho anh em và nó sẽ gợi mở những cái đầu dòng thú vị để chúng ta có thể tiếp tục tìm hiểu trong thời gian tới anh em ha. Rồi, thì mình nghĩ là tập tuần này cũng khá là nhiều thông tin, nó cũng hơi dày đặc rồi, thì chắc là bọn mình xin phép dừng DeFi Discussion tuần này tại đây. Và bây giờ sẽ là lời chào của Tiến gửi đến các bạn anh em podcast hả? Dạ, thì rất là cảm ơn những cái anh em đã nghe tới cuối tập podcast tuần này. Thì đúng là cái tập tuần này sẽ có khá là nhiều những cái thông tin mang yếu tố kia về kỹ thuật, cũng như là nó vẫn còn tương đối là mới ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà mình nghĩ cái câu chuyện này nó sẽ được ready một lần nữa trong cái khoảng thời gian không lâu nữa đâu. Yeah. Thì một lần nữa rất là cảm ơn anh em đã nghe tập DeFi Discussion tuần này của mình với anh Nguyên. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn anh em đã nghe đến hết những giây cuối cùng. Và chúng ta sẽ có cơ hội được gặp lại nhau trong DeFi Discussion tuần tiếp theo anh em ha. Rồi, bye bye anh em.